Xin chào các bạn lại quay trở lại với kênh của Hiền Toyota ha. Và hôm nay sẽ gửi đến các bạn một chiếc xe rất đặc sắc luôn, rất là keng, phải nói là khó mà kiếm được. Camry 2017 2.0 mới chạy có 11.000 km và nước sơn zin 98%. Và chúng ta cùng đi với Hiền ha. Hôm ở trong một clip tổng hợp mình có liếc sơ qua bạn này và có một số bạn yêu cầu mình quay bạn này. Tại vì bạn này quá đẹp ha, Camry 2.0 mới chạy có 11.000 cây số, rất đẹp nhé. Hôm nay trời mưa nên mình quay trong nhà ha, có thể những ánh sáng nó hơi phản xạ một chút, nhưng mà cực kỳ cái xe này nước sơn zin đẹp lắm các bạn. 2.0 sản xuất năm 2017, cuối 2017, nhưng nước sơn zin còn 98% và mới chạy đúng 11.000 km. Bây giờ để các bạn sẽ đi chi tiết ha. Chúng ta sẽ vào coi nội thất trước, sau đó đến phần ngoại thất, rồi sau đó đến phần máy ha. Đây là nội thất của bạn Camry 11.000 cây số nè, 2.0 ha, rất đẹp. Nếu bạn nào đang định mua Corolla Altis chẳng hạn thì chọn bạn này rất là hay nè. Altis bữa nay cũng giá cũng rất là mắc ha các bạn. Đi Camry thì rộng rãi hơn, đẳng cấp hơn. Để các bạn nhìn nè, mới tới từng đường nét luôn ha. Cái mùi vẫn còn là mùi xe mới 2.0 ha. 2.0 cũng cái hai ghế chỉnh điện rồi nè, hộp số tự động. Màn hình Pioneer ha, 11.000 km đây các bạn. Vô lăng khá là đẹp. Đây, ghế chỉnh điện ha. Da zin theo xe nha. Cái này là màu kem rất là đẹp, zin theo xe. Mùi xe khá là kỹ nè. Cuối 2017 nha. Xe đẹp lắm. Thực sự là kiếm được những chiếc xe như vậy không có dễ đâu nha. Các bạn lâu lâu mà kiếm cái này rất là may mắn khi kiếm được những chiếc xe đẹp như thế này, như xe mới rồi. 11.000 km thì như là đập thùng thôi. Đó, thì đang quay gửi đến các bạn một bạn Camry. Cái này là rèm điện ha. Camry 2.0 sản xuất cuối 2017 ha. Mà xe này mới 99%, tại mới 11.000 km. Nước sơn zin còn 98%, chưa dặm miếng nào. Đủ đồ ha. Giá của bạn này chỉ có 795 triệu thôi các bạn. Mức giá mình vẫn còn khuyến mãi ha. Một chiếc Vios, bữa nay bạn mua Vios mà cao nhất bữa nay cũng phải 600 mấy nè. Bạn mua một chiếc Altis mà dòng full bữa nay cũng mắc hơn cả bạn này nữa. Thì đi Vios hoặc là Altis sau bằng Camry ha. Các bạn nên chọn Camry thì nó hay hơn, rộng rãi hơn và vẫn là thương hiệu Camry, đẳng cấp hơn. Đó, mức giá rất là hợp lý luôn. Mới tới từng đường nét thôi. Bạn nhìn không? Từ phía trước bạn thấy kỹ thì đến đây bạn thấy còn kỹ hơn nè. Kênh của Hiền có khá là nhiều những chiếc xe độc đáo và đẹp lắm nha. Tại mình sưu tầm chuyên thích những cái xe như vậy mà. Này, còn mới nguyên ha. Mấy nay mở giúp giùm em lên coi cái bánh sơ cua chưa lăn nữa nè. Sừng chỉ đây. Cho em coi cái bánh sơ cua ha. Keo chỉ zin theo xe. Sạch sẽ và mới quá. Nè. Chưa lăn. Chưa đâu. Không mới tin. Đó. Đồ nghề còn mới tin luôn. Có cái mí cản còn mới nguyên nè. Các bạn nhìn nước sơn zin á. Nước sơn zin là nhìn là thấy thích liền à. Xe này còn chưa bát nữa đó. Không cần phải bát luôn. Mở cái nó bị vướng cái giật cái dây trước á.
Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đi xem cái hai ghế điện nha. Mình nói chủ nhà khá kỹ đó, các bạn nhìn những cái đường nét nữa ha. Họ đi họ giữ xe mà sạch sẽ lắm. Hôm mà mình lấy xe xong lo xe còn đóng bụi. Ngày xưa bạn này bán cho mình một chiếc xe cũng 4.000 cây thôi, rất đẹp. Chủ xe kỹ lắm. Rồi coi cái máy nè. Đây là máy của Camry 2.0 mới 11.000 km đây. Optimo Zin. Mình chỉ Zin ha. Khi đi mua xe mà gặp được những chiếc xe này cái cảm giác thích lắm nha. Quá là mới luôn. Cái hôm mà bạn chủ nhà gọi cho mình nói là những cái xe mới em đi em chỉ gọi chị tại vì là người biết giá trị của một chiếc xe nó nằm ở đâu. Cái xe ben đó, đây là máy của bạn Camry 11.000 km 2017 ha, giá chỉ có 795 triệu thôi. Còn dưới giá của một bạn Antis đó ha, bạn được một cái xe đẹp rất đẹp, không phải là đẹp mà là rất đẹp luôn ha. Thì quay tại cửa hàng hiện Toyota Phạm Hùng 21H Phạm Hùng Bình Hưng Bình Chánh nha các bạn. Và số điện thoại là 0908 666 999 0903 72 13 75. Nói về Camry, Fortuner, Innova nó thuộc về là chuyên của mình rồi. Ở đây có rất nhiều Camry khác ha, trong một clip vừa qua mình vừa mới vừa quay ha. Có khá là nhiều Camry để các bạn lựa chọn, chiếc nào cũng đẹp cả. Đó. Nói về Toyota thì mình là chuyên, 90% xe ở đây là Toyota. Toyota đời cao nha các bạn. Toàn là xe đẹp, xe xịn không ha. Rất đẹp. Và đó, Fortuner máy xăng, máy dầu. Số sài, số tự động. Đẹp lắm các bạn. Tha hồ lựa chọn ha. Bạn đến đây bạn tìm xe Toyota cũ thì bạn đến đúng nơi đúng chỗ rồi. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều và mong là các bạn tiếp tục ủng hộ cho Hiền ha, đăng ký kênh để nhận được những thông tin nhanh nhất từ những chiếc xe đẹp nhất và những chiếc xe can nhất, giá rẻ nhất ở Hiền Toyota. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Xin cảm ơn.